Cuộc đời của mỗi người đều có những cột mốc hay bước ngoặt lớn khiến họ thay đổi, có thể theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Và chàng trai này cũng không phải là ngoại lệ. Dù đã trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống, nhưng may mắn thay, những điều tốt đẹp vẫn đến với cậu, người có biệt danh đầy thú vị, đó là Vô Lý. Mình tên thật là Trần Thanh Vũ, mình sinh năm 2004. Hồi mình đi học thì mình bị trầm tính với lại tự ti với tất cả mọi người. Nói chung là nhỏ Vũ cũng trầm tính á, Vũ không có đi đâu á, cô cũng hay vô tâm sự, cứ con chịu khó đi đâu hoài, cứ ở trong phòng không à. Ít tiếp xúc với thế giới xung quanh, ngại gặp gỡ mọi người, tưởng chừng cuộc sống của Vô Lý cứ thế mà trôi đi trong bế tắc. Nhưng bước ngoặt đã xuất hiện khi cậu tìm đến với game, mà cụ thể là tựa game sinh tồn Free Fire. Mình bắt đầu chơi game Free Fire từ năm lớp 9. Ban đầu mình chỉ chơi cho vui thôi. Sau này mình bắt đầu theo dõi các giải đấu và mình có ý định tham gia. Bắt đầu từ đây thì mình thay đổi hoàn toàn. Tìm ra mục tiêu và lý tưởng sống của bản thân, nhưng như bao chàng trai muốn theo đuổi đam mê và vươn lên bằng con đường chơi game, Vô Lý đã vấp phải không ít rào cản từ gia đình. Khi mà Hằng Vũ bắt đầu chơi game là năm học lớp 9, là nó có ý định xin tôi nghỉ học để là dẫn thân vào cái con đường game. Tôi không đồng ý, là để cho nó ráng lo mà học hành, sau này nó có một cái tương lai hơn. Ngoài việc bị bố ngăn cấm, một cú sốc nữa đã đến với Vô Lý trong giai đoạn này. Mẹ của cậu bị phát hiện căn bệnh ung thư. Mới phát bệnh là đâu có biết đâu, nghĩ đâu. Xong mẹ chạy lên đại học đi dược á, đi tái khám mà mới về mới biết. Cái ông bác sĩ ông nói thôi cái này lo về mổ gấp đi. Cái nhà cũng lo, lúc đó bao nhiêu tiền cũng không đủ. Thời gian đầu mẹ bị bệnh, công việc của chị hai không được suôn sẻ. Vùi đầu vào game để giải tỏa cái stress đó. Đối mặt với liên tiếp những điều không như ý trong cuộc sống, Vô Lý tìm đến Free Fire để giải tỏa, cũng như trút bầu tâm sự. Lựa chọn đó không ngờ đã mở ra một cánh cửa mới, một hy vọng mới cho chàng trai sinh năm 2004. Mình cảm thấy Free Fire rất là nhiều tiềm năng. Ngoài ra thì cái sự thay đổi lớn của mình là được công ty HQ mời. Khi đó thì mình mới thấy đó là một cái cơ hội cho Vũ. Mình mới thuyết phục ba mẹ để cho Vũ nó đi để làm công ty. Mỗi một con người ta có một cái tự nguyện để người ta làm theo con đường của người ta, chứ mình bắt buộc người ta cũng không làm được. Sự thấu hiểu, ủng hộ từ gia đình là điều may mắn với Vô Lý, và đó cũng là nguồn động lực to lớn giúp cậu từng bước thay đổi bản thân cũng như tiếp tục theo đuổi đam mê với Free Fire của mình. Từ một người trầm tính, ngại giao tiếp, chàng trai với biệt danh Vô Lý đã thay đổi cuộc đời nhờ Free Fire. Quyết tâm theo đuổi đam mê với game cùng định hướng đúng đắn đã mở ra một chương mới đầy sáng lạng cho cậu. Sau các giải đấu, HQ thấy rằng một tiềm năng ở Vô Lý đó là khả năng xử lý tình huống. Ngoài ra, Vô Lý có một sức ảnh hưởng trong cộng đồng Free Fire. Do đó, chúng tôi đã mời Vô Lý về làm streamer thuộc công ty Iconic trực thuộc của HQ. Mạnh dạn thoát khỏi vỏ bọc an toàn, Vô Lý tự tin hơn, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, kết thêm nhiều bạn mới, và quan trọng nhất là được trải nghiệm và mài dũa mình để ngày càng trưởng thành. Khi mình gặp Vô Lý ngoài đời ấy, thì mình sẽ cảm thấy khá là khác ở trong game. Khi mà trong game thì cậu ấy nói rất là nhiều và có một chút gọi là vui tính, còn ở ngoài đời thì Vô Lý khá là rụt rè và ít nói. Thời điểm hiện tại, công ty vẫn hỗ trợ cho Vô Lý tham gia vào các hoạt động streamer. Ngoài ra, Vô Lý sẽ tham gia vào các giải đấu với mục đích trao dồi kinh nghiệm. Quyết định bắt tiến để theo đuổi con đường mình đã chọn, nhưng khoảng thời gian đầu là không hề dễ dàng với chàng trai sinh năm 2004. Điều khó khăn nhất không phải là sự lạ lẫm với môi trường mới, mà là nỗi nhớ gia đình, nhớ người mẹ đang bị bệnh của Vô Lý. Vũ đi ra ngoài rồi, ở nhà cô bị phát bệnh lại, xong Vũ đi về, Vũ nói mẹ ráng ăn đi. Mẹ ra ăn uống thuốc vô, con về đây cũng nhớ mẹ. Trong cái giai đoạn đấy, Lý thì ở Hà Nội và mẹ bị bệnh, thì anh em trong công ty và trong cộng đồng Free Fire cũng động viên Lý là
hãy cố gắng chiến thắng coi như là đó là một món quà để tặng mẹ. Không thoái chí, không chùng bước, Vô Lý biến nỗi nhớ thành hành động thực tế. Cậu hiểu rằng chỉ có thành công mới là niềm an ủi lớn nhất cho gia đình và còn là sự khẳng định con đường mà cậu chọn là đúng đắn. Cột mốc lớn nhất hiện tại của mình là vô địch đại chiến streamer. Khi mà vũ được đại thủ 100 triệu á, thì về cũng lo tiền viện phí cho mẹ. Tôi rất hãnh diện và mừng vì con mình đã trưởng thành, đi làm được, đem tiền về để phụ giúp gia đình. Sự kiên trì và nỗ lực của Vô Lý đã giúp cậu thu về quả ngọt. Đầu tiên là trên hành trình theo đuổi Free Fire. Đó không chỉ là phần thưởng từ giải đấu mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Trước đây thì mình chỉ muốn chơi một mình thôi và bây giờ thì mình muốn chơi với tất cả mọi người. Kế hoạch sắp tới mình là phát triển kênh YouTube và năm sau mình sẽ đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp. Đó là cái đích mình hướng tới. Hy vọng với định hướng rõ ràng, những thành công tiếp theo sẽ đến với cậu, người được gọi là Vô Lý nhưng biết cách làm cho người khác cảm thấy thuyết phục.